Dù bây giờ sẽ đủ và trong khoảng tầm 4 tháng trở lại đây, mình bắt đầu hình thành một thói quen mới. Đó chính là vào kênh YouTube Mark TV để xem những cái MV về những câu chuyện cổ tích mà là phiên bản vũ trụ đen tối. Trước đây mình đã làm reaction Ấm Cám Đen Tối và có cả phần 1 của câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh rồi. Thì bất ngờ cách đây khoảng tầm hơn một ngày, thanh niên này đã ra tiếp tập phần 2 của cái câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh ở vũ trụ đen tối. Nhìn cái thumbnail có vẻ là sẽ có một cái trận chiến long trời lở đất, không biết là giữa Sơn Tinh đấu Thủy Tinh hay là đấu với phe thứ ba nào đây. Thì nếu mà các bạn nào mà chưa xem cái phần 1 thì mình nghĩ rằng các bạn nên xem đi để có thể nắm rõ được câu chuyện của phần 2 này nha. Còn nếu mà các bạn quá lười á, mà các bạn chỉ muốn ở đây xem mình thôi á, thì mình sẽ tóm tắt sơ sơ một xíu xíu nhanh gọn cái nội dung của phần 1. Thì với câu chuyện Sơn Tinh Thủy Tinh này thì chắc các bạn đã khá là quen thuộc với cái bối cảnh. Đó chính là vào thời Hùng Vương thứ 18 có hai vị thần, đó chính là Sơn Tinh và Thủy Tinh. Đó. Sơn Tinh thì làm chùm ở trên mặt đất điều khiển thú trên cạn, còn Thủy Tinh thì là vua dưới nước thì điều khiển thú dưới nước đấy. Một bên thì lấp núi, một bên thì rời sông, kiểu sức mạnh như thế, chắc các bạn đã biết hết rồi đúng không? Thì hai vị thần này đã giúp cho vua đánh đuổi được giặc ngoại xâm và sau đó được kết bạn chơi cùng với cả công chúa con gái của vua, chính là Tiểu Mị Nương. Thì như thế là đã thấy khác so với câu chuyện gốc rồi đúng không? Và còn khác nữa cơ, khi mà câu chuyện ở trong vũ trụ đen tối này xuất hiện một vị thần. Và vị thần này vì ghen tị với việc là Sơn Tinh Thủy Tinh được chơi với Tiểu Mị Nương, nên vị thần này đã đốt cháy tất cả làng mạc hay là con người ở đất nước. Và điều này đã khiến cho Sơn Tinh và Thủy Tinh vô cùng tức giận mà đi tiêu diệt luôn cái vị thần đó. Và tất nhiên rồi, vì cái tội diệt thần cho nên Sơn Tinh và Thủy Tinh mỗi người đã bị phong ấn đi một nơi. Thủy Tinh thì bị phong ấn ở dưới đáy biển, còn Sơn Tinh thì bị phong ấn ở trong hang sâu. Thì đó là cái kết của câu chuyện phần 1. Và cái kết của phần 1 là vua Hùng hoảng sợ trước người con gái của mình đã bị đốt cháy bỏng hết cả người, nhưng không sợ bằng câu chuyện sẽ xảy ra 10 năm sau, chính là diễn biến ở phần 2 đây mà chúng ta sẽ được xem. Thì mình đang rất là tò mò là để xem là thanh niên Mark này sẽ nấu phần 2 nó như thế nào dưới những cái lời rap, dưới những cái beat nhạc cực kỳ cháy của anh ta. Thì chúng ta hãy cùng xem bây giờ luôn nhá, để xem là phần 2 này có căng không nha. Có vẻ như là phụ đề sẽ được ở có trong MV luôn. Và mình cũng đang muốn tò mò xem là có Sơn Đù xuất hiện trong này không. Ở phần 1 đã xuất hiện một số thành viên của team sinh tố như là Zerod, Sầu Riêng hay là Nabi gì đấy rồi, còn không thấy Sơn Đù đâu nên mình rất là tò mò đây. Nếu có thì đây sẽ là MV siêu phẩm, không có thì các bạn biết rồi đấy. Let's go. 10 năm sau, ok, tiếp nối câu chuyện. Thứ 18 có một người con gái bị cháy được gọi là Tiểu Mị. Ok, phụ đề đã có một sự thay đổi nha. Đổi phông chữ so với phần 1. Có vẻ như là phần 1 bị góp ý là phông chữ của phụ đề hơi khó đọc, cho nên là đã được đổi thành cái phông chữ này nhìn dễ hơn. Một câu chuyện đen tối xảy ra vào 10 năm sau. Đâu sao nào? Hoàng cung giờ cũng đã lâu không có bóng người thăm nhau. Ok. Từ sâu trong bóng đêm vẫn có một tiếng khóc. Tiểu Mị Nương đã lớn và đang chịu nhiều thương đau. Tức là Tiểu Mị công chúa chưa chết nha. Mình tưởng công chúa là bị chết, là chết cháy rồi, nhưng không, công chúa vẫn sống, nhưng mà chắc chắn là người bị bỏng hết rồi, trở nên xấu xí rồi. Đấy, nhưng mà vẫn còn sống. Thấy con gái than khóc không kìm được nước mắt. 10 năm đã trôi qua nhưng ông vẫn không gỡ được nút thắt. Quá nhiều khúc mắc nhưng Mị Nương thì không chịu lâu được nữa. Không cần biết cách nào nhưng lần này phải tìm đúng cách. Tại sao không cho ta chết đi? Với tất cả đau đớn mà ta đã chịu thì cho ta chết đi. Mị Nương giờ đây đã phát điên khi da thịt gần như lột hết đi. Các vị thần năm đó đã phù phép để nàng không chết đi. Hóa ra là vậy. Chạy đến vua bẩm tấu. Không phải là không chết được mà là bị thần phù phép. Có thể cứu được nàng, Mị Nương vẫn đang bị thương đậm. Thấy là có lỗi chính tả rồi nha. Tìm ngay và mang về đây thật mau. Tên của mấy con thần thú là cái gì ta? Ủa kìa. Đây rồi. Chi tiết này đã xuất hiện rồi ở trong câu chuyện gốc. Ok. Nhưng mà đâu ra? Muốn tìm được thần thú thì phải có cách nào sâu xa. Phải có Sơn Tinh đi kiếm. Rồi 1 tháng, 2 tháng, 5, 6, 7 tháng dần mau qua. Vua Hùng vẫn nằm trong bế tắc không biết tìm đâu ra. Để cứu được con gái, ông quyết tìm cách dù bao xa. Ông nghĩ suy thật kỹ, ai có đủ tài sức để mau tìm ra giùm ta được nhỉ? Thì đâu đó có một âm thanh đang ghé vào tai thủ thủy. Chỉ có hai vị vua của nơi vùng đất thiên nhiên hùng vĩ. Con đó là con đi cùng theo nhân vật của thằng Mark đúng không? Năm xưa, giải thoát Sơn Tinh Thủy Tinh ra khỏi biển thẳm hang sâu.
mong là chúng thay đổi. Không giữ giả tâm xưa như ông đâu hề biết những câu chuyện bi thảm hơn đâu. Sao tự dưng điên đi? Tình thủy tinh đế trước giết tất cả ai dám cản chân trên đường bọn chúng bước. Thôi đã thấy. Vô cùng sợ hãi nhưng vì con gái đang xuống nước. Ai mang lễ vật trước sẽ có con gái và chức tước. Không những ông sợ mất con, giờ đây ông còn sợ mất nước. Voi chính ngà, gà chính cựa, người chính hồng mao. Mong cứu được cô con gái hùng vương không biết làm sao. Sơn tinh thủy tinh giờ đây như hai con quỷ khát máu. Tức ghê vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi sáng ngày hôm sau? Đúng là mình đã xuất hiện nhưng mà lại là một cái xác à này. Trước và nghĩ mình sẽ chiến thắng, tất cả còn lại là đến ước nà. Nhưng có gì sai sai từ những món đồ xính lễ trước là những tạo vật quái thai không phải thần thú chậm chậm bước vào. Không tìm được thần thú, hắn mang thủy sinh ra uống nắng, biến những con thú biển trở thành những thứ mà hắn muốn. Sơn tinh mang đúng lễ vật nên dù tới sau vẫn muốn thắng. Thủy tinh bị xử thua không muốn cho chuyện này lắng xuống. Ta tới trước thì nàng công chúa phải là của ta. Không thể cho binh tôm tướng cá tất cả các vùng tổ ra. Nhấn chìm đất văn lan các người trở thành bình địa. Ta sẽ cho okay. Núi đồng hùng vĩ trở thành biển hồ của ta. Thủy tinh dâng nước lên cao, từng nhịp sóng đánh là từng nhịp thở bách tánh lao đao. Sơn tinh cho rơi đất đá ập xuống, chồng chất lên nhau. Hai người bạn thở nhỏ giờ đây tìm cách để cắt tên nhau. Hay vậy. Ta thì gọi thủy quái tới, ta mang tới thần rừng nàng. Giờ còn đâu là biển bạc, giờ còn đâu là rừng vàng. Hai con yêu quái sắc phạt, sự sống đều dần tàn. Ta thì muốn người mất mạng, ta chỉ muốn được gần nè. Khoan đã. Cái gì nữa, cái gì nữa, cái gì nữa? Còn nó tuyết gì nữa? Auto tu nữa, đóng đóng. Quái cả đóng tu nữa. Càng nghe giọng nói của tiểu mỹ nữ, vãi à, mỹ nương đồng tu thương, okay. Tỉnh ngộ ra tất cả nhưng mà không thể quay lại được. Chạy tới nàng thật nhanh vì là phận gái không thể sinh tồn. Nhưng mà xác nàng thì nằm đó, thứ họ thấy chỉ là linh hồn. Vậy thì tình bạn hay là tình yêu gây ra sự ghen ghét. Cái xác kìa, còn lại là sự quạnh hiu. Ba đỏ lòm luôn, hai người gào thét. Lột da hết rồi. Nhìn lại đời sau, hai vị thần tiên tranh làm phò mã. Những sự đau đớn đủ đường bị thổi bay như cỏ lá. Sinh ra bay như cỏ lá, phải cỏ lá hả? Rồi mến nhau, xong rồi ghen ghét, bạo lực lên nhau, rồi nếm đau. Sơn tinh thủy tinh nằm cạnh mỹ nương, xong rồi chuyện cảnh hay đấy. Bởi vì nghiệp nào cũng ra quả và lỗi lầm nào cũng phải trả giá. Vâng, lại một lần nữa. Cái kết là một công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Mát nó làm từ A đến Á. Sợ thật chứ. Em phải công nhận một điều là cái khả năng mà làm MV của thằng Mát này nó càng tăng nha. Nó làm hết mọi thứ luôn ạ. Nhạc nhẽo rồi quay phim kịch bản các kiểu là mình nó làm rất luôn. Sợ thật. Ê, nhưng mà cái phần 2 này. Ok, từ từ nha. Có rất nhiều điều để mình nói về cái phần 2 này. Bạn ạ, nhiều điều luôn á. Đầu tiên là phải có một lời khen. Bởi vì sao? Đã cho mình xuất hiện ở trong cái MV này. Nào, những nạn nhân đã ngã xuống, chúng ta có... Ok, mình không nhớ đến skin của ai. Skin của Ngáo à? Ngáo hay là Tổ Vũ, ta không nhớ nữa. Tổ Riêng, Huy Nú. Này là Ủi ha, đúng ta, trông giống lắm. Đây, chắc chắn là mình rồi, vâng. Đây, không thể nhầm ở đâu được nữa. Rồi, đó, Sơn Đù chính mình đây. Rồi, đây, điểm cộng nha. Nhưng mà cộng này là cộng, bình thường là mình sẽ cộng đây là cộng 10 điểm. Nhưng mà này chỉ cộng có 5 điểm thôi. Bởi vì là trừ 5 điểm cái tội là mình chết. Đáng ra là mình phải trở thành phò mã để mà cưới công chúa. Chứ tại sao cho mình nằm chết như này. Đây là một điểm vừa cộng vừa trừ, đó, ok. Rồi, tiếp theo ha, là mình sẽ đánh giá một chút về cái mặt nhạc của cái MV này. Thật sự là cái nhạc này nó làm cho mình đi bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn nha. Đang, mình không nghĩ nổi là có cái quả đoạn mà đóng tu luôn á. Cái flow rap ban đầu thì khá là quen thuộc. Đến cái khúc mà đánh nhau, đến khúc mà sư tinh thủy tinh đánh nhau á. Không tôi cho nhấn chìm đất văn lan các người trở thành bình hùng vực cao. Từng nhịp sống đánh là từng nhịp. Kết hợp với cả beat nhạc khiến cho cái không khí nó trở nên căng thẳng lên rất nhiều luôn. Cảm nhận được là đây là trận chiến của hai vị thần đánh nhau. Rồi đến cái quả mà chuyển qua đoạn đóng tun là mỹ nương thì thật sự quả có bất ngờ luôn. Phải đến MV thứ tư chúng ta mới có được nghe là thanh niên Mark này đóng tun chứ không phải là rap như là mọi khi nữa. Thật sự đây là một cái khá là hay và mình mong đợi rằng là ở những MV sau nếu có thì sẽ xuất hiện thêm những đoạn đóng tun như thế nào. Rồi tiếp theo nữa đó chính là về mặt nội dung cốt truyện đi ha. Cái cốt truyện của MV này
thật sự là nó cũng chưa có quá nhiều sự thay đổi hẳn lắm. Nhưng mà so sánh với cái kiểu hồi trước là kể về câu chuyện tấm cám á, thì nó đã đổi gần như rất nhiều những cái chi tiết của trong chuyện. Còn ở đây thì vẫn giữ câu chuyện là Sơn Tinh Thủy Tinh tưởng là ở phần 1 là ok có gì đấy nó bất ngờ hơn ở phần 2, nhưng mà không. Rồi cũng là thả ra rồi để làm gì, cũng chỉ là để đến để mà làm phò mã, rồi cũng cũng đi thu thập thần thú để làm lễ vật, rồi sau đó cũng đánh nhau đó, đúng không, y chang như trong chuyện gốc, không có gì đặc biệt lắm, chỉ có thế này thôi. Chứ không có plot twist gì thêm. Và đặc biệt là còn cái vụ là rồi là các vị thần trên trời nữa. Ủa vậy thì phần 1 giới thiệu đứa cái thằng thần làm gì? Mình cứ tưởng rằng là Sơn Tinh Thủy Tinh ở phần 2 này sẽ kiểu cùng nhau chống chiến đấu, chống lại sự trừng phạt của vị thần trên trời. Chứ cùng là nó về đây nó lại y chang như là trong chuyện, thì mình cũng chung là chưa có hoàn toàn là hài lòng lắm về cái sự thay đổi của cái cốt truyện này. Rồi, và còn một điều cuối cùng nữa mình muốn nhận xét, đó chính là lại một lần nữa rất nhiều lỗi chính tả. Thề luôn đạn đấy, thằng Mark này kiểu nó cố tình hay sao á, nó cố tình chọc giận mình. Nó biết rằng là mình là một cảnh sát chính tả, nhưng không, nó không chịu thay đổi. Đây để mình chỉ những lỗi chính tả cho các bạn nha. Có thần thú cả trăm nghìn năm ẩn náu. Đây, ở ngoài kia đang có thần thú cả trăm nghìn năm ẩn náu. Thằng ai đứa nào mà lại cá như này? Cả, nó là cả, nó là dấu hỏi, nó là dấu hỏi chứ không phải dấu ngã. Cả. Trời ơi, ở ngoài kia đang có thần thú cả trăm nghìn năm ẩn náu, nghe mà tức không các bạn. Đó, đây là một lỗi chính tả đầu tiên nha. Còn nữa các bạn ạ. Nghe và mang về đây thật mau. Mang về đây thật mau. Nhưng mà chữ đây đâu? Thiếu mất chữ đây. Chữ đây ở đâu? Không có. Làm gì có ở đây? Đấy. Đoạn tiếp theo. Ok, trước khi mà nói về cái lỗi tiếp theo thì thật sự là mình rất là phục cái chuyện mà có thể đưa được những cái con kiểu quái vật này vào trong Minecraft. Đối với mình thì vẫn nghĩ rằng Minecraft chỉ là những cái khối vuông, mà có con này vào được thì không hiểu bằng cách nào luôn ạ. Đây, đây sai tả đây. Không tìm được thần thú, hắn mang thủy sinh ra uống nắng. Hắn mang thủy sinh ra uống nắng. Uống nắng. Người ta là người ta uống là cái gì? Người ta uống nước, người ta uống cà phê. Ai mà đi uống được nắng? Người ta là uống nắng, không có chữ g. Cái lỗi này là như ở mấy cái MV trước cũng bị y chang nha. Hình như cái này là mình cảm giác rằng là nó là một cái lỗi khá là quen thuộc của một số bạn mà ở trong miền Nam, là ở những cái chữ mà kiểu mà có cái chữ N ở cuối á, là sẽ có một cái xu hướng là sẽ bị đọc thêm có chữ G. Đó là kiểu uốn nắn, sẽ đọc hơi giống như là uống nắng. Đó, thì thì đấy là cái kinh nghiệm trải nghiệm riêng của mình khi tiếp xúc với một số những cái đứa em của mình là người miền Nam, thì không biết là các bạn có thấy như thế không thì bình luận cho mình biết nhá. Còn đây là chắc chắn đây, còn đây trải nghiệm của mình là với thằng em mình, thằng Mát này, người ta là uốn nắn, đây là uốn này, uốn này xong rồi nắn lại chứ không phải là uốn nắn. Phải thế nhá. Nhưng mà đoạn này mình phải công nhận là tuy có bị lỗi chính tả nhưng mà cái quả chơi vần ở đây thì quá hay. Cái này công nhận nha, cái này mình phải công nhận này. Không biết là các bạn khi mà các bạn nghe xong cái đoạn này lần đầu tiên, các bạn có nhận ra được cái đoạn chơi vần ở đây không? Rất hay nha. Đây, uốn, đây là đoạn uốn nắn này, uốn nắn. Tìm được thần thú, hắn mang thủy sinh ra uống nắng, biến những con thú biển trở thành những thứ mà hắn muốn. Đó, đến đây, hắn muốn, đó, là nói lái đấy, đảo vần đấy. Uốn nắn, là uốn nắn, đảo lại, hắn muốn, đó chưa? Hắn muốn, đang là hắn muốn nha. Sơn Tinh mang đúng lễ vật nên dù tới sau và muốn thắng. Hắn muốn đổi lại, muốn thắng. Đó, là có cái sự đảo vần. Nhưng chưa dừng lại ở đây, vẫn tiếp tục. Thủy Tinh bị xử thua không muốn cho chuyện này lắng xuống. Muốn thắng, lắng xuống. Đó, bình thường trong rap thì có những cái câu cùng vần là nó cứ đang là uốn ắn, uốn ắn, uốn ắn. Đây thì thanh niên này đảo liên tục, uốn ắn xong rồi là ắn uốn, rồi uốn ắn, rồi ắn uốn. Hay vậy trưởng ạ. Và còn một điều nữa là mình cũng khen luôn, là đã có sửa lại tên địa danh nha. Ở trong cái bài rap này đã có cái câu là nhấn chìm đất Văn Lang. Đúng, đây là đúng với lịch sử. Bởi vì là đang bối cảnh là nước chúng ta đang là ở thời Hùng Vương, vua Hùng thứ 18, thì tên của nước là Văn Lang. Còn ở trong phần 1, đây là đã có một sự sai về cái lịch sử. Cái này là đã có một số bạn đã nhận ra là ở trong phần 1 ấy, ở trong phần 1 này là Mark đã nhầm một chút, nhầm lẫn là cái tên của đất nước. Rồi. Đây. Tên đất nước này. Tên đất đây là Hùng Vương thứ 18. Đấy, đứng đầu là Hùng Vương thứ 18.
một bộ tộc Âu Lạc. Đó, tiếp tục đoạn sau vẫn tiếp tục là bộ tộc Âu Lạc. Đó, trong khi Âu Lạc, khi Âu Lạc là tên của nước chúng ta ở vào thời vua An Dương Vương, chứ không phải là ở vua Hùng. Đó, nên là đây là một lỗi sai về mặt lịch sử ở cái MV phần 1. Nhưng sang phần 2 đã được sửa lại, thì mình thấy rằng đây là một cái điều đáng khen nha. Tuy chúng ta đều biết rằng là những cái sản phẩm MV này là những sản phẩm kể với những câu chuyện cổ tích hay là những câu chuyện không có thật, nhưng mà chi tiết nào mà liên quan tới lịch sử á thì cũng nên là chuẩn xác nha. Đó, thì lỗi chính tả thì mình bắt chắc là chỉ như thế thôi. Còn nhân tiện là đang nói về đoạn chơi vần, thì đây là một cái chơi vần mình thấy nó cũng khá là, đối với mình thì mình chưa hài lòng lắm, nhưng mà như thế như hiện ở trong MV, trong cái bài này cũng được. Đoạn này đây, câu chuyện chuyển lại đời sau, hai vị thần tiên tranh làm phò mã. Thì là âm ở đây, cái vần ở đây đây là vần, đây là ở cái vần là phò mã này. Đến câu sau là vần nó sẽ là tranh làm phò mã nhưng sự đau đớn đủ đường, bị thổi bay như cỏ lả. Đó, bị thổi bay như cỏ lả. Vâng, vụ đề sai nha, chữ là ở đâu ra đây? Như cỏ lả chứ không có như là cỏ lả nha. Đó, bị thổi bay như cỏ lả, kiểu đang trên kia là phò mã là oa, xuống dưới câu này như là cỏ thì lại đổi thành là ao, thì nó khá là giống với cái kiểu chơi vần vừa rồi đúng không, ở chơi vần ở trước. Hoặc là không, kể cả không có đảo như thế á, thì là bị thổi bay như cỏ lá thì nghe nó hợp lý hơn đúng không, kiểu cỏ lá nó mới bị thổi bay chứ sẽ lại cỏ lả lại bị thổi bay nhỉ. Đó là thật sự nào, để nghe lại nào. Bay như cỏ lá, như cỏ lả, bị thổi bay, bị thổi bay như cỏ lá. Chắc là bởi vì là đoạn này là đang muốn là có cái âm cò lả là âm nó đi xuống, nhưng thành ra là phải để như thế. Thì thôi, ok thì thôi, thì đoạn này cũng được. Nhưng mà mình thì mình còn đoạn này là mình đang đọc cái lyric này, mình đang nghĩ rằng là bị thổi bay như cỏ lá. Mình cảm giác nghe thế mình đang kỳ vọng chuyện đấy cơ. Và đó là tất cả những gì mình muốn nói về cái MV Sơn Tinh Thủy Tinh ở Vũ Trụ Đen Tối phần cuối này. Vâng, và thật sự là mình cảm thấy rằng là càng lúc là thằng em Mark của mình nó càng lên trình làm những cái MV này. Hồi xưa cái thời mình là tấm cám á thì mình còn có rất là nhiều những câu chê. Còn bây giờ thì mình đang càng lúc mình càng khó để mà tìm ra được cái điểm nào để chê ở trong cái sản phẩm của thằng Mark. Tất nhiên là những cái điểm yếu cố hữu, điểm yếu lúc nào cũng có, đó chính là lỗi chính tả này. Phần 1 không bao giờ có xuất hiện sơn đù này. Đó là hai cái lỗi mà lúc nào cũng có luôn, nó thề. Không thể nào mà sửa được, không thể hiểu được thật chứ. Đó là những cảm nghĩ của mình. Các bạn có những suy nghĩ và cảm xúc như thế nào về cái MV Sơn Tinh Thủy Tinh Vũ Trụ Đen Tối phần 2 này? Hãy cho mình biết ở phần bình luận bên dưới nhá. Và sau đó các bạn có thể qua MV gốc của kênh Mark để ủng hộ cho thằng em mình một view bằng vào đây. Đấy, bấm vào đây để các bạn có thể qua bên đó nhá. Có thể tranh thủ bình luận hashtag gì đấy, From Sơn Đù With Love chẳng hạn đó, để cho nó biết rằng là các bạn đến từ kênh của mình. Còn nếu mà các bạn không muốn xem lại cái MV này lần 2 thì hãy bấm vào video này để xem tiếp những thứ kỳ lạ và thú vị cùng với mình nhá. Mình hẹn gặp các bạn ở bên video này nhá.